Phát biểu khai mạc buổi lễ, tiến sĩ Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đại Nam cho biết, kinh tế Việt Nam đang gặp phải những khó khăn và thách thức to lớn khi tăng trưởng thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng tồn kho nhiều, khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp bị hạn chế. Theo đó, vấn đề tập trung tham luận hiện nay là các chính sách vĩ mô với việc kiểm soát lạm phát và phát triển sản xuất. Các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh trong các ngành, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, thương mại, bất động sản, nông nghiệp và nông thôn. Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyền cho rằng, kinh tế Việt Nam đang tồn tại một nghịch lý là đối tượng doanh nghiệp có khả năng tiếp cận với nguồn vốn thì không có nhu cầu vay trong bối cảnh sản xuất đình đốn, thiếu đầu ra. Còn các doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm được đầu ra cho sản phẩm thì lại không có khả năng tiếp cận với nguồn vốn do đang vướng vào nợ xấu. Theo đó, giải pháp xử lý nợ xấu cần ưu tiên hiện nay là cơ cấu lại, chuyển đổi các khoản nợ, tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu theo quy định của pháp luật, tăng cường thu hồi nợ, chuyển nợ thành vốn góp cổ phần của doanh nghiệp vay. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần phải thực hiện vai trò là cầu nối và giám sát các hoạt động tái cấu trúc của doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại, kiểm soát từng bước giảm nợ xấu, nâng cao tính minh bạch của hệ thống và thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Về vấn đề tháo gỡ khó khăn chung cho các doanh nghiệp sản xuất, tiến sĩ Võ Chí Thành cho rằng doanh nghiệp khó có thể trụ vững lâu dài trên các thị trường cạnh tranh nếu thiếu khả năng chi trả cho các nguồn lực được sử dụng và duy trì được lợi nhuận. Nền kinh tế cũng khó tăng trưởng bền vững nếu từng doanh nghiệp hạn chế trong việc tạo ra giá trị gia tăng. Do đó, bản thân các doanh nghiệp cần phải nỗ lực tự cứu mình trong khi nhà nước đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách. Vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp cũng có trách nhiệm trong việc tìm hướng đi cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhiều chuyên gia cũng đồng quan điểm cho rằng, Nghị quyết 13 của Chính phủ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của đại bộ phận các doanh nghiệp Việt Nam cả về cách thức, quy mô và mức độ hỗ trợ. Nghị quyết 13 cần được mở rộng theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ thông qua giảm chi phí đầu vào, kể cả chi phí nguyên nhiên vật liệu thiết yếu, chi phí vốn vay cũng như gánh nặng thu nộp ngân sách nhà nước và gánh nặng nợ nần trong nền kinh tế.